Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 6, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng ở cả hai chiều mua bán với mức tăng từ 50 cho đến 200 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng biến động theo xu hướng tăng ngay phiên đầu tuần và giao dịch ở quanh ngưỡng 1.840 đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia nhận định, nhiều chuyên gia nhận định giá vàng hiện đang chịu nhiều yếu tố tác động và bị mắc kẹt giữa lạm phát và tăng lãi suất. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở chiều mua 67.900.000 đồng một lượng, chiều bán 68.600.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 67 triệu 800 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 600 000 đồng một lượng. Biên độ tranh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 800 000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 50 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 67 triệu 900 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu6000.000 đồng lượng biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán là 700.000 đồng lượng thưa các bạn ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1837,98 đô la Mỹ trong phiên vàng thế giới đã tăng khoảng 12 đô la với tỷ lệ 0,65% mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1826 đô la Mỹ và cao nhất 1841 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 21.400 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 1,76%. Chỉ số USDX, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang ở quanh mức 104 điểm. Bên cạnh đó, Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng và hiện đang ở mức 3,17% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 107,8 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại Phú Quý STC tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 67.950.000 đồng một lượng, chiều bán 68.600.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 40.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 67.960.000 đồng một lượng, chiều bán 68.580.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SGC tăng 200.000 đồng lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 150.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.200.000 đồng lượng, chiều bán 68.550.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Exim Bank tăng 150.000 đồng lượng chiều mua và 50.000 đồng lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện giao dịch tại mức 67.750.000 đồng lượng, chiều bán 68.450.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 67.870.000 đồng một lượng đến 67.920.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 68.600.000 đồng một lượng đến 68.650.000 đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9 và nữ trang SJC Nhận bốt số 9 loại từ 0,5 cho đến 5 chỉ tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 53.800.000 đồng một lượng, chiều bán từ 54 750 cho đến 54.850.000 đồng một lượng. vàng nữ trang bốt số 9 cũng có mức tăng tương tự 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 53.650.000 đồng một lượng. Chiều bán 54 triệu 350 000 đồng một lượng Vàng đi trang 24k tăng 99 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 52 triệu 512 000 đồng một lượng Chiều bán 53 triệu 812 000 đồng một lượng Vàng đi trang 18k tăng 75 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 38 triệu 917 000 đồng một lượng Chiều bán 40 triệu 917 000 đồng một lượng Vàng đi trang 14k tăng 58.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 29.839.000 đồng một lượng và 31.839.000 đồng một lượng. Vàng đi trang nội 10k tăng 41.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 20.816.000 đồng một lượng, chiều bán 22.816.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, yếu tố chính tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư vẫn là những động thái điều chỉnh lạm phát của các ngân hàng trung ương lớn. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ở tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell đã khẳng định duy trì cam kết kiểm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm với các nhà lập pháp, ngay cả khi ông thừa nhận rằng lãi suất cao có thể sẽ đẩy tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Đầu tháng này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố đợt tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1994. Sau đó, các ngân hàng trung ương lớn khác cũng đang hướng tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát tăng vọt. Lạm phát và những bất ổn kinh tế thường thúc đẩy việc mua vàng, nhưng lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như là vàng. Nhiều nhà phân tích coi giá thấp hơn là một cơ hội mua vào vì sự không chắc chắn và biến động trên thị trường vẫn sẽ là những đặc điểm nổi trội trong bối cảnh tài chính. Nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ giảm thấp hơn nhưng vẫn nằm trong mô hình củng cố hiện tại với mức hỗ trợ là 1.800 đô la và ngưỡng kháng cự ở quanh 1.850 đô la Mỹ một ao. Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao nhận định thị trường vàng còn đang gặp lực cản từ những đồn đoán rằng sự giảm tốc của nền kinh tế. Điều này ảnh hưởng tới nhu cầu mua vàng. Ông Mark Scheller, chuyên gia vàng dự báo giá vàng trong tuần này sẽ tiếp tục củng cố. Ông cho rằng lãi suất thấp hơn và đồng đô la Mỹ yếu hơn có thể sẽ giúp vàng phục hồi từ mức thấp nhất được ghi nhận gần đây. Nhưng kim loại màu vàng này vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi củng cố của nó. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới không có nhiều biến động mạnh bởi thị trường phiên hôm nay không có nhiều thông tin kinh tế ảnh hưởng đến giá vàng. Do đó, phiên ngày mai thứ ba ngày 28 tháng 6, giá vàng trong nước có khả năng sẽ trong xu hướng tăng nhẹ. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022 trên kênh của Minh Pháp đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo